Quang Minh Audio kính chào tất cả quý vị và các bạn các bác anh em đam mềm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn các bác đã truy cập vào kênh YouTube của Quang Minh Audio. Và clip này thì Quang Minh Audio để lên cho anh em một cái dòng loa siêu chép của Pioneer, một con loa siêu chép mà anh em có thể phối ghép với mọi dàn âm thanh, mọi dòng loa khác nhau, nghe nhạc, karaoke hay loa kéo anh em đều có thể sử dụng được và con chép của Puler thì đã có rất nhiều mã mà Quang Minh đã giới thiệu cho anh em bằng lụa này, bằng giấy này, bằng titan, đặc biệt là cái dòng màng titan với vành hợp kim nguyên khối này có rất nhiều mã anh em nhé. những con mặt tròn này hoặc là mặt vuông này cũng đều có mặt vuông này thì có, có con 8804 này là như con này là con 884 hoặc là một người anh em của nó là con A500 còn mặt tròn thì có 8801 này, 8802 là 103 này, đó rất nhiều, rất nhiều dòng mà mã mà đã Quang mình đã giới thiệu cho anh em và clip này lên cho anh em còn là siêu chép Puler P8804 sẽ có những cặp củ rời này để anh em độ chế thay thế giống loa. Ngoài ra thì sẽ có thêm những cặp mà lắp đầy đủ mạch phân tần chân cóc và dây đấu mà lắp mạch phân tần thì có những loại mà lắp nguyên mặt phân tần không còn có những cặp mà đã được tích độ thêm công tắc ba chế độ này công tác ba chế độ thêm một sự lựa chọn cho cái dàn âm thanh của anh em anh em có thể lựa chọn Đấy, những ghép ngoài thì cứ cặp lắp mạch phân tần không hoặc là thêm công tác ba chế độ và cái dòng loa chép của Pewter P8804 này một trong những dòng loa chép lừng danh này vành hợp kim nguyên khối này vô cùng chắc chắn này và tất cả các thông tin kỹ thuật của sản phẩm thì đã đặt nấm và đã được thể hiện ở phía sau này, Super vô Vocal của Pewter với model là P8804 này con này công suất tối đa là 100W cùng với đó là trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 db. Một trong những cái dòng loa chép danh tiếng của và công suất lên 100 w thì anh công suất rất cũng khá lớn đấy. Và một cái đặc điểm nữa của những cái lòng củ loa của Pula này là tất cả các thông số kỹ thuật được thể hiện rất là rõ ở phía sau. Anh em có thể thấy được cái, cái thương hiệu của loa này, cái model của sản phẩm này, công suất trở kháng cũng như độ nhạy. Một cái điểm khác biệt so với những con loa kém chất lượng ấy những cái dòng loa kém chất lượng ấy thì những cái thông số kỹ thuật này thường hay sử dụng là tem dán và như tem dán anh em biết rồi rất dễ bị làm giả và làm nhái còn những cái dòng loa chất lượng cao cao cấp này thì anh em ơi, thì tất cả các thông số kỹ thuật được thể hiện rất là rõ nhá đầy đủ này đầy đủ các thông tin sản phẩm ở mặt dưới và rất là rõ nét đó đó là một cái điểm để anh em có thể phân biệt Đấy. và kích thước của con siêu chép Puler P8804 này là đường kính vành ngang này là 8 phân từ là 7 phân và khi mà thay thế độ chế hay giống loa ấy, anh em chỉ cần đi đúng hai cầu đấu âm dương này bên dương là bên đánh dấu đỏ này và bên là âm là bên còn lại nhá Đấy, đi đúng cầu đấu dây loa màng là màng titan và hợp kim nguyên khối này màng titan phía trong này rất là sáng con này dạng như họng kèn Đấy, tiếng rất là sáng và sẽ không có cái cảm giác chói gắt như những cái hay con loa titan khác đó là những cái chiếc củ rời để anh em có thể độ chế thay thế hay là giống loa và bên cạnh đó như chia sẻ với anh em mẹ ghép thêm ở ngoài những cái cho những cái giàn âm thanh tiếng tiếp nó mà kém ấy nó mà yếu ấy thì sẽ có những cặp mà đã được lắp đầy đủ mạch phân tần, chân cốc và dây đấu này Đấy, đầy đủ chân cóc, dây đấu mạch phân tần nhá đó. mà mạch phân tần này sẽ có những cặp mà chỉ lắp riêng mỗi mạch phân tần còn ngoài ra thì sẽ có những cái cặp mà đã độ thêm công tắc ba chế độ này, rất là tiện đó. Ừ. anh em nào mà thường hay sử dụng loa tép để karaoke thì lên sử dụng thêm những cái, lên sử dụng những con tép và lắp đầy đủ mạch chống cháy và bảo vệ loa chép này thì chơi nó đảm bảo hơn rất là nhiều đấy, tiếng nó hay hơn rất là nhiều loa chép mà ghép ngoài ấy, khi mà đấu cùng với dàn âm thanh những cặp mà lắp mạch phân tần ấy thì anh em mà không muốn sử dụng ấy thì anh em lại phải tháo dây ra Thế rất là bất tiện hoặc là đấy còn khi mà sử dụng những cái cặp mà công tắc ba chế độ này thì anh em có thể chọn như ở đây nó có ba chế độ ở giữa trên là chế độ là tắt tiếng này còn bên trái là một chế độ này hoặc là đấy giữa tiếng hoặc bên phải là một chế độ nó sẽ có ba chế độ khác nhau anh em lựa chọn rất là tiện này đặc biệt là không sử dụng thì anh em để chế độ giữa nó sẽ tắt đi anh em sẽ không sử dụng nó chép nữa rất là tiện không cần phải tháo dây mạch phân tần cũng được độ thêm tụ này Đấy. bình thường là mạch phân tần thường chỉ có một con một con tụ thôi nhưng mà khi ba chế độ nó thêm một con tụ này nữa độ độ thêm công tác độ thêm một tụ nữa Đấy, nó khác hẳn và mạch phân tần thì giống y như, như nhau rồi đều là cuộn cản này có có một cái một cái cuộn cản với, với sợi đồng đơn rất rất nhiều vòng ở giữa mỗi cuộn cản được lõi sắt từ bên cạnh đó trở này tụ này bọ này đó và cái công cái được khi mà độ thêm công tắc ba chế độ là độ thêm cả tụ nữa đó. đó. và tất cả các đường tín hiệu ở trên mạch phân tần cũng được đánh dấu rất là rõ đầy đủ này đấy nó đường T đường vào cho loa chép này đi hai dây đỏ đen âm dương đi đúng hai cầu đấu này còn đường in đường tín hiệu đầu vào cũng có cả đầy đủ dây đấu rồi đây dây đấu bãi nhật anh em có đấu trực tiếp âm ly hoặc sau cổ loa chính hoặc đẩy song song với loa chính để sử dụng thôi rất là dễ anh em nhé, cực kỳ dễ dễ đấu lối chép titan với vành hợp kim nguyên khối của pula p tám tám bốn tiếng những con những con chép của titan pula tiếng rất là sáng cực kỳ là sáng để anh em có thể lựa chọn phối ghép với mọi giảm thanh mọi dòng loa để nghe nhạc karaoke hay loa kéo đều sử dụng được đó mà nói thêm một chút nữa, cho những anh em mà ghép với những dàn loa kéo thực sự ghép loa kéo rất là dễ thôi anh em chỉ cần đi một đường vào trong trong loa kéo ấy. anh em tháo nổ kéo ra anh em đi một đường dây loa vào trong đó hoặc là em anh em có thể độ thêm những cái những cọc loa ở ngoài để đấu lối rất là dễ hoặc là anh em là ở gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng qua mình đấu nối muốn đội loa kéo ấy, anh em sẽ mang loa kéo qua để qua mình sẽ độ cho anh em độ cho anh em những cái dây đấu dây đi làm sao cho hợp lý nhất hoặc là cũng sẽ có anh em nào mà ở xa mà không qua được thì có thể gọi video và mình có thể hướng dẫn anh em một cách độ và nó kéo ấy rất là dễ rồi. còn nó kéo nào cũng sử dụng được. Euler P8804 một trong những dòng loa chép lừng danh. anh em có thể phối ghép với mọi giảm thành mọi dòng loa khác nhau. test một chiếc này để anh em dễ cảm nhận nhé. ba chế độ nữa. đấu trực tiếp vào dây từ âm đi dài. anh em cứ đi đúng dây đấu cầu đấu âm và âm dương và dương là sử dụng. ở giữa là đang là cái chế độ tắt tiếng này. anh em bật bên trái một chế độ này. ta tiếng sang chế độ bên phải này anh em thấy không hai cái chế độ khác nhau thì tiếng nó sẽ khác nhau anh em nhé một cái chế độ tiếng nó sẽ đanh hơn và một chế độ tiếng nó sẽ mịn hơn mà quý vị và các bạn các bác anh em có thể lựa chọn một trong hai chế độ uh, hai cái chế độ này để cho nó phù hợp với cái cái cái, cái, cái những cái bản nhạc của anh em nhé anh em có thể lựa chọn đấy mà không, khi mà không muốn sử dụng thì anh em có thể tắt đi ở chế độ ở giữa chế độ tắt tiếng này với tiếng rất là sáng tiếng cực kỳ sáng và không bao giờ có cái cảm giác chói gắt như những cái dòng chép thông thường đâu còn chép tiếng rất là sáng và mịn Quý vị và các bạn bác vừa được cảm nhận chất âm của cái dòng loa siêu chép Puler, Puler P8804, một trong những dòng loa chép lửng danh mà anh em có thể phối ghép với mọi dàn âm thanh, mọi dòng loa khác nhau, nghe nhạc karaoke hay loa kéo đều có thể sử dụng được mà thay thế độ chế giống loa thì sẽ củ rời này là 550 000 một cặp và sẽ tặng kèm tụ xịn. Anh em yêu cầu hàn cả dây đấu để anh em về đấu lối rất là dễ. Còn những cái cặp mà đã lắp đầy đủ mạch phân tần này, Đấy, là mạch phân tần chân cóc và dây đấu này thì là 730.000 một cặp còn những cái cặp mà độ thêm công tắc ba chế độ này, thêm tụ này là thêm 50.000 nữa là 780.000 một cặp và đầy đủ dây đấu anh em về đấu lỗi rất là dễ rồi anh em mà cần những cặp cụ rời hay cặp những cặp mà lắp mạch phân tần hay là những cặp mà lắp mạch phân tần độ thêm công tắc ba chế độ thì anh em có thể liên hệ với Quang Minh Auto theo số điện thoại phía trên này 0944 Cửa hàng ở à 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị và các bạn của bác em có thể qua trực tiếp cả để quả trải nghiệm nhé. Và xin là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn của bác em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn của bác em trong những video clip kế tiếp nhé.